Rồi, em chủ cửa hàng xe máy cắp ghép xin chào anh em nha. Nay lên cho anh em mình con Alpha lốc đen. Con này giá bình dân dễ xài nha anh em. Con này giá công khai cho anh em luôn là 18 triệu 5. Bao hồ sơ cho anh em mình nha. Thì cái con này thì hồi lúc hình như là bên em có bán cho khách ha. Cũng giá tầm khoảng hai mấy đó. Nhưng mà anh em khách người ta quay đầu lên. Người ta lỗ một ít rồi ha. Thì bên em bán rẻ cho anh em xài nha. Rồi em đi chi tiết xe này cho anh em mình nha. Nó con này được cái là sơn bạc phuộc đồ zin luôn nè. Đó, sơn bạc đùm phuộc đồ nguyên zin nha. Nè, phuộc có nổ cái sóng nè. Đó, anh em nào về muốn đẹp thì dặm nhẹ lại ha. Có nổ cái sóng phuộc nhẹ. Ốc tán rồi còn dàn nghính nè anh em. Ốc tán bát bát rồi còn dàn nghính nè ha. Dành căm đồ zin theo xe á. Đó, căm đồ nó còn ánh vàng vàng cũng đẹp lắm. Máy thì bao zin cho anh em mình nè. Máy thì bao zin, bao sạch đẹp luôn. Đó. Bao zin luôn ha. Bao nên test thoải mái luôn, không có khói bọng gì đâu máy này. Lóc liếc nước sơn bạc zin luôn. Con này là sơn bạc lóc rồi nguyên zin luôn ha, không có bắn dặm gì đâu. Rồi em mới lấy về chành về chỉ rửa vô dầu thôi rồi đem quay cho anh em luôn ha. Đó, bán rẻ lại cho anh em mình dễ chơi. Tại khách ta xài ta quay đầu lại người ta có lỗ ít đỉnh thì ở đây mình bán rẻ lại đỉnh cho anh em dễ chơi nha. Nó không có bán giá cũ. Xe này thì theo em coi là bộ áo rồi còn zin luôn á. Áo sống rồi còn zin luôn ha. Nè áo này nó lột keo nè. Hồi xưa nó dán keo nó lột keo nè. Nó lột keo mà keo bị chết rồi nó lột cái bị phai cái màu sơn. Ở đây bạc phuộc đồ nguyên zin nè, đầm niếc zin ha. Ốc tán cốt rồi cũng còn vàng đẹp lắm. Nói chung là bên em bán cái giá này là anh em xài là anh em vừa ý liền. Cái chắc xe mà chắc xe này đẹp mà cái giá tốt lắm ha. Giá này là bao tốt cho anh em mình luôn á. Máy móc bao anh em nguyên zin. Đó, bình đề đầy đủ luôn ha. Máy đang nổ ganti rất là chuẩn máy ha. Máy vậy thôi chứ nè, sạch sẽ khô ráo vậy thôi chứ ha nè. Ốc tán bát rồi còn dàn nghính nè chứ. Nó nồi đồ đá cạch cạch luôn đấy chứ. Xe này lúc em nhớ em bán là cái xe này là cái bộ áo zin đó mà lột keo á. Vô là còn đẹp lắm. Đó, mấy cái ốc tán các chân là còn vàng nghính luôn nha. Xe này giá bao rẻ anh em mình xài luôn rồi. Cái này quá tốt rồi. Kiếm đâu ra nữa. Phuộc bọng rồi đi cũng rất là êm luôn. Nó vỏ bọng rồi cũng còn mấy chát. Đó, ốc tán cốt đùm đồ cũng còn mà màu ánh vàng rất là đẹp ha. Nè, má đùm có nổ sơn ở đây nhẹ đây nè. Anh em về muốn đẹp nơi xử lý lại không thì muốn chơi game thì mình cứ để mình xài thoải mái ha, có gì đâu. Xe cổ mà hai năm tháng phải có bong chóc mới đúng là xe cổ chứ, mới tin thì đâu gọi là xe cổ được. Đây cái đá tơ gấp còn đầy đủ nha anh em. Con này đầy nè, đầy 2.2 luôn nè. Quá ok. Coi đầu bò gì đây, HVM nha anh em. Đó, đầu HVM. Bình xăng lớn rồi cũng gần còn khá đẹp ha. Chưa có bông sơn dập sơn gì đâu. Nó chủ nó cũng kỹ ha. Cái mối hàn đồ này của sườn nữa. Nó có quét nước sơn chống xét hết trơn ha. Đó, chủ xe xài cũng rất kỹ. Nó đế yên cái đồ là còn hết trơn. Đế mút đồ còn theo xe hết trơn ha. Cái này nó thiệt với anh em mình luôn ha, là đáng lẽ xe này em bán tới 19 triệu á, nhưng mà em kiểm tra em thấy cái máu cái gấp á, thấy cái gấp xe nè nó hơi một dưới lường nè, nó hơi một dưới lường gấp á, nó chỉ có cái gấp thôi nha, nó hơi một dưới lường, lủng nó dưới lường á. Nó em bớt cái 500 cho anh em về anh em xử lý đó, lại mà em mới bán giá 18 năm này ha. Chứ cái chắc xe này đáng lẽ là cái chiếc 22 triệu chổng á, là cái máy chưa chắc gì qua nổi chiếc này luôn, em bảo đảm luôn. Anh em chốt về anh em xài đi rồi mới biết cảm giác nó là sao.
cái máy đi phê lắm, đây là máy nổ ấm lắm. Tao đáng lẽ em bán 19 á, nhưng mà thấy cái gấp đó, lỗi cái gấp đó, em bán 18 năm cho anh em, vậy anh em xử lý cái gấp giùm em ha. Tháo ra, tao về tháo ra anh em làm cái gấp lại. Giá này quá tốt rồi, còn bẩn luôn nha anh em, xe này còn bẩn luôn á, còn cặp bẩn luôn á, anh em muốn lấy cặp bẩn em gửi theo cho đó. Rồi anh pha lốc đen đời 2.2 đó, giá 19 triệu mà tại lỗi cái gấp bán anh em 18 năm. Anh em nào kết thì alo em nghe, số điện thoại em là 0961374375. Anh em muốn cần thông tin hình ảnh chi tiết cụ thể thì inbox Zalo với em. Rồi xin cảm ơn em rất nhiều nha, bye bye.